Maybe I can make it right. Said I'm close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Guess I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm a friend sometimes. I know I get drunk sometimes. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. Chào mừng toàn thể anh em đã đến với kênh YouTube của mình nhá. Hôm nay tôi chơi gian đi quay trở lại đường tần Seda và đối đầu với tôi đó chính là vị tướng Amelie nha. Đó, mọi người thấy chưa? Đầu game á, nói chung là con nào cũng thế thôi. Đầu game con nào mà lên cấp 2 trước á thì luôn luôn lợi thế hơn nha. Nhưng mà có Amelie, quỷ Amelie nó có chiêu hai hồi máu hồi nhanh quá. Trời ơi. Rồi, đây tôi vô tôi có rỉa tôi lui nhá mọi người. Ui. Nói chung là con Amelie này thì gian thì cấp ui ôi. Cái gì ông nói hết hồn luôn rồi xong mất luôn cái bờ đỏ của rừng mình rồi. Rồi vô chém vào tốc biến này kia kia trong bụi kia đấm nó. Ui trời ơi thế mà không ăn được. Đờ phải lát bạn tôi. Trời ơi có con Amelie vậy thôi đánh làm hết rồi còn có nhiêu đó máu không ăn được nữa là chịu luôn rồi. Rồi ok nhau sao bây giờ thì đây này tanh được vô đấm. Rồi lướt cho hai ulti này đánh thượng này rồi chạy ra ngoài nhé mọi người chủ bắn thôi. Rồi ra ngoài đi bây giờ thì hai thằng rừng tôi với cả tôi ở đây rồi thì sẽ ăn luôn toàn thần nhé mọi người. Đó đấy tôi vừa thấy thằng Diêu ở trên đường trên xong đó ăn toàn thần đấy Diêu kìa gì hết máu không được về rồi. Rồi qua lượm luôn có bờ lưu đi còn gì nữa qua lượm bờ lưu đi rồi qua lượm lưu ôi giỏi giật về chi vậy ông nội. Trời ơi thằng rừng nó trên kia rồi còn giật về mình đã bảo ăn bờ lưu luôn rồi mà giật về chi vậy trời. Rồi bộ đánh nó đi đó rồi tôi đi về nhé mọi người đó, bây giờ biến về thôi. Trời ơi, tự nhiên đặt về làm tốn một miếng thời gian. Rồi, bây giờ thì biến về di chuyển lên đánh với Amelie nhé mọi người. Nói chung là gặp Amelie thì con gian này á, con gian Amelie á thì phải lên một là xanh hơn nó nhá. Còn nếu mà ngang á thì tôi nghĩ là chỉ có lên cấp 12 là con Amelie thôi. Còn dưới cấp 12 là nó solo kill nó là mọi người phải chơi khéo rồi mọi người mới ăn được. Kiểu chơi nhấp nhả có rỉa nhưng mà nhấp nhả có vậy hết chiêu thì con Amelie lại chạy đúng không? Nên là một là chỉ ăn ở dưới đánh cùng tem này, hai là đánh dưới cấp 3 cấp 4 thôi. Đó, ba là đánh lên trên cấp 12 với solo kill thôi. Chứ mà mọi người solo kill với con Amelie còn người khó ăn lắm. Kiểu khó chơi lắm mọi người, ulti nó khỏe lắm mọi người. Ulti nó vừa đam to nó còn vừa trâu nữa. Đó nên là bây giờ thì ăn được không? Ừ hay rồi. Ui chết biết rồi, vẫn bị chủ bắn hai phát. Chết luôn. Rồi. Nhưng mà tôi lại lượm được đàn lính nhá. Xong rồi tôi sẽ di chuyển về tôi farm luôn nhá. Đó. Chuyện này di chuyển đó nói chung là mọi người muốn ao vàng mọi người hiểu cách mọi người di chuyển thôi, di chuyển farm cùng tem và ganh cùng tem thôi. Rồi, ulti này. Rồi. Đấy, bộ chạy mọi người. Họ chém thường thôi. Bây giờ cứ nó đánh mình rồi mình cũng đánh lại thôi. Rồi, giờ tốc biến rồi nhá. Vào đó không tốc biến là nó múc cho một phát là thôi là tôi chết đấy. Rồi bây giờ biến về thôi. Nói chưa mọi người thấy chưa? Solo trực tiếp với Amelie cấp 4 là không ở lại đâu. Con nào cũng thế á, không có một con nào solo lại được Amelie cấp 4 đó mọi người. Ngay cả Flo luôn. Không, Flo thì không biết nhỉ, Flo chắc hên xui ấy. Đó, Flo thì chắc hên xui thôi. Rồi bởi vì Flo có chiêu cuốn miễn nhiễm mọi người, chiêu cuốn miễn nhiễm phát là Amelie nó không có choáng được nên nó không gây thêm đam được nhiều nha. Rồi, bây giờ thì chọn đợt lính này xong rồi qua đây nó ăn con chim này. Này. Rồi, lượt này, chém thường này, chém thường này. Mày mất ulti đúng không? Đó, nó mất ulti rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ thua mình à. Con Amelie này không có ulti. Nếu mà một khi mọi người đã câu được ulti nó đấy, mọi người đánh nó thoải mái nha. Đúng rồi, tôi quên mất nói, cũng quên nói mất cái bộ này. Đó. Mọi người chỉ cần cố gắng câu cái ulti nó thôi là mọi người solo kill nó không phải là nó thắng được mình hết á. Nói chung là làm gì nó một con khi Amelie mất ulti rồi thì nó yếu lắm. Nên là cứ thoải mái đánh thẳng mặt nó thôi. Rồi, bây giờ thì lính lên rồi, tôi sẽ qua đây tôi tranh thủ đổi lộc luôn. Còn buổi quá nhỏ đấy nha, xin nhé rừng ơi. Rồi ok. Nói chung là rừng mình di chuyển lên ăn quá trên rồi nên là tôi sẽ xin luôn quá nhỏ đấy nha. Rồi tôi sẽ di chuyển lên kìa giao tranh kìa. Rồi Ali ở dưới này. Đó, tôi sẽ bồi đồ cấu nha. Rồi chém thường này, ulti này. Ui tốc biến rồi.
Trời ơi, khoan, tôi thấy dừng lên rồi, tôi công ty mà người ấy. Chứ không có là tôi công ty chi phí. Trời ơi, mà Audi tốc biến rồi thôi, bỏ. Rồi, bây giờ thì di chuyển về lên farm tiếp nhá. Beat mình ở trên rồi nên mình cứ farm lấy thoải mái đi không sao đâu. Rồi, ok, đẩy được cái trụ đi biết rồi. Có đẩy được không? Đẩy được không? Còn 500 máu kìa. Ừ, hay quá, lượm được một trụ đầu tiên của chơi tay mình rồi. Nói chung là coi cái gì cũng vậy á, cái gì mà lượm được cái đầu tiên á thì mình cũng có lợi đó nha. Rồi, bây giờ thì đường trên nó dễ hơn rồi, mất trụ rồi mà. Đó, con dìu ở đây này. Trời ơi, tôi lướt qua tường nữa, trời ơi. Rồi, ô nè 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 nha. Ui, ulti rồi. Rồi, phải để băng sườn, không có để băng sườn ta. Tới băng sườn hơi phí ấy, nhưng mà không sao. Tôi chém đi. Nói chung là mọi người né nội tại của con dìu ra, đừng để nó combo. Combo ba nội tại nha mọi người. Rồi, nó mất chiều đúng không? Chém thường này, bộ này đánh này, tốc biến này. Chạy thôi mọi người. Chứ mà nó có chiêu hai nó xoáy quá tôi chết rồi đấy. Rồi, ok. Nãy giờ biến về. Nãy giờ ăn được đúng một mảng của rừng ngang đầu game thôi, còn lại chưa được mạng nào hết. Rồi giết rồi đó kìa, bò lạc kìa, giết nó đi. Đó, rồi khả năng tôi giờ tôi lên đường top là đường top rồi mất rồi mọi người ơi. Trời ơi, đó mọi người thấy chưa? Tôi giao tranh nhiều với cả tôi đi farm nhiều ấy, vàng tôi ăn một mạng thôi, vàng tôi vẫn hơn nhỉnh hơn AD với cả nói chung nhỉnh hơn hai tem luôn mọi người. Đó, bây giờ thì mất cái trụ rồi. Đó, vậy nên đi solo kill với con Zil cái phải về cái giờ mất trụ luôn rồi nhưng mà không sao nhá. Đó, giờ từ đây câu nha, nó ở đây này, nắm vào lại không? Cáo luôn. Đi chiều nó cáo luôn. Trời ơi, chạy chi vậy ông nội? Trời ơi, cứ dí cào nó rồi tí để 2 đánh 1 mà sao mà nó ăn được. Rồi, bây giờ tôi chém thường này. Rồi, chạy thôi nhá mọi người. Đây này, nó ulti này, chạy hệ né chiều đấy, chiều. Rồi, ok, giờ đánh nhau thôi. Rồi né cái. Không chơi ngu nhá mọi người. Đó. Nói chung làm gì làm mình hơn thì hơn chứ, nhưng mà tốt nhất nên né công ty đó mọi người ơi. Rồi bây giờ thì cứ chém thường này. Ui không đủ đam rồi, cay thế không biết. Rồi trời ơi không đủ đam giết nữa rồi mọi người ơi. Đó bây giờ trời ơi vẫn thiếu một xíu đam. Đó kiểu gì nó có chiêu 2 thì nó lại ném quá lại hồi máu à. Như này nha. Đấy hồi một khúc máu luôn mọi người thấy chưa. Rồi ơi. Ui. Rồi bây giờ thì cứ chém thường thôi mọi người ơi. Đó chém quá rồi, cứ ăn được đâu. Đó, nói chung là trận này tôi phải nâng cái đao rồi đó. Nói chung nâng đao nó còn hồi máu vậy đó. Bây giờ thì chém con quá nhỏ này. Hồi ôi, thằng Amelie giờ chắc chuẩn bị nó có con ti rồi. Mình có con ti chắc nó sắp có con ti rồi. Cô chém thường này, đấy vừa nói xong này. Nhưng mà tầm này mày còn máu rồi mày chơi tao. Tầm này gì còn máu mà bật con ti đánh mình. Trời ơi, ông này bị ảo tưởng đây mọi người ơi. Bao giờ máu ăn thua mình. Nói chung là một người nó bật con ti à. Không phải nó không chạy nhá. Mọi người canh nhìn đam. Chứ mà tức nghe tôi nói là có con ti là né con ti là né đâu. Nó nhìn máu nó bật đi thì nó kiểu gì nó sẽ khó được mình. Nói chung là con Amelie này á, một khi mình có đau thì mình không có sợ nó đâu, bởi vì nó có mình không có đau là nó ném chiêu hai hồi máu nhiều á, cả nhà mình BK bị thua á. Nên là có đau cứ thẳng mặt vào đánh nó. Nói chung là vẫn solo, nếu mà đầy máu thì vẫn khả năng solo thua máu thôi, nhưng mà cứ vừa cấu để rỉa thôi. Trận này nó mọi người thấy không, nó nâng cái gì kiên cường, nó nâng cái gì giáp á, tôi còn chém nó đau vậy mà. Rồi, bây giờ thì đánh con phàm xíu thôi. Top nó đi chuyển limit kìa, để tôi đẩy luôn cái trụ này nhé mọi người. Cố gắng đẩy luôn cái trụ này, không biết đẩy đâu. Ôi, giết này. Đẩy đâu, rồi ulti này, chém thường này, bộ này, đánh thường này, chém thứ hai này, đánh thứ hai, đánh thường này. Ôi, chạy. Đé người ơi, thôi, đé rồi, đánh chưa bột hồi máu này. Thôi, lui, rồi, đánh hồi máu này. Tém ơi, cứu. Rồi, xong. Mày này dí tao này. Này ham thì chết. Rồi, ok. Tôi vẫn sống nhá mọi người. Rồi bây giờ thì biến về thôi. Ê sao lui. Rồi, ném chiêu đi. Đấm nó ulti không? Ui, đợt flash hồi xưa ấy. Tính nhau hồi xưa có đợt flash nó khỏe mọi người. Kiểu hồi xưa đợt flash ulti nó tăng tốc mọi người. Ulti nó tăng tốc nhanh lắm. Ui lại bị xích rồi. Rồi, vô chém thường này, lướt ra ngoài này mọi người. Rồi hay quá, trận này có voi nha. Nói chung là gặp crack á mọi người, muốn khắc chế crack á mọi người cứ bích voi cho tôi. Rồi xong rừng mình bay lên đấm chết của con Zil mọi người ơi. Họ tập crack là bích voi đi, bích voi là auto khắc chế crack à. Họ rồi bây giờ thì ăn con quái này xong rồi di chuyển qua đợt lính farm tiếp nha. Nói chung là cứ đi farm rồi họ bao nhiêu vẫn phải farm, bao giờ full đồ vẫn phải farm, phải farm để còn có dư vàng để còn bán đồ nhá mọi người. Rồi đó, đẩy được cái chỗ nhắn về chỗ đi. Ừ hay quá, được rồi, làm gì là phải đẩy được cái chỗ nha, cần chết. Lui. Nói chung là con bác mà đẩy được cái chỗ nhà lính thì là lời rồi. Đó mọi người, đẩy được cái chỗ nhà lính nha mọi người, tỷ lệ win mọi người sẽ rất là cao nha. Chứ mọi người mà con bác thắng nó nhiều á nhưng mọi người không đẩy được cái nhà lính nào á thì mọi người cũng chả làm được cái gì đâu, bởi vì tỷ lệ mà
không đẩy nhà lính là tỷ lệ này mọi người vẫn chiến thắng được mà, bởi vì game này game đẩy đẩy nhà mà. Mọi người mà không đẩy được cái nhà lính ấy là nói chung là khó chơi lắm, tỷ lệ tem bạn lực kèo cũng dễ mọi người đó, bởi vì có nhà lính có lính xe nó trâu nó ép ấy. Rồi nè đợi nhá cho nó xích nhá. Rồi ulti đi. Ui bắt mất diêu rồi, trời ơi, để bắt mất diêu rồi à, bắt mất ra do mình rồi, cố giết lên này này, bắt giòn tao này mày, trời ơi bắt để nó bắt mất AD rồi tiếp thế. Rồi tôi còn tốc biến này nhưng mà chả hàng nào nó xa đứng xa tí để tôi bắt tốc biến này bắt nó mọi người ơi. Rồi bây giờ thì qua ép cái chỗ này mọi người, ép chỗ chết. Ui ôi bị Grax nó hút, nó đánh xong nó hút cái rồi chết rồi mình rồi, lui rồi xong chết luôn FB rồi. Rồi lui nhẹ nhé, không biết được cái này tốc biến này, đánh thường này, đánh lướt hai lần này, né chưa choáng. Ui hôm né được rồi mà sao vẫn giết được, đam tôi to lắm mọi người, tầm này tôi xanh rồi mà, tôi xanh rồi đam không cường hóa tôi cũng to rồi, trời ơi này dí tao rồi con to chừa cái tật tí ha. Ép được rồi thì lui đi còn dí cho chết. Ui bị kéo dính rồi, hay là từ nha để Grax thêm tí nha, mà thôi lui mọi người, kéo ra đông quá. Rồi ơi bỏ này, đánh thường này, rớt này, ơi trời ơi chết tôi rồi, lướt không qua tường phải nổi. Ôi trời ơi, một pha lướt ngu mà đi vào lòng đất, trời ơi tôi lướt không qua tường. Trời ơi mù mắt người xem quá, trời ơi cái mạng này gọi là chết nhảm thật sự luôn chứ, trời ơi lướt đập mặt vào tường nè luôn. Rồi sau khi chơi không một pha mà tôi đã hồi sinh trở lại đây, trời ơi đậu xanh thật chứ nè luôn. Rồi đó, mấy phút 12 tôi đi farm chăm chỉ và tôi đã nâng được 5 món đồ rồi mọi người, thấy ghê chưa. Rồi bây giờ tiếp tục đi farm tiếp để nâng nốt cái món cuối nhá. Rồi bây giờ thì cứ có quái gì farm quay đó thôi mọi người, xong rồi tôi di chuyển lên đường của tôi nhé, đẩy đỉnh cao lên. Nói chung là tầm này mọi người muốn ép được dễ, ép vào trụ dễ thì mọi người chỉ có cách là đẩy lính 3 đường đều lên. Kiểu vì lính đều thì tem nó thủ 3 đường sao phải chia ra đúng không? Mà chia ra thì lực lượng sẽ yếu dần, nên là tỷ lệ anh em phá nhà sẽ rất là dễ nha. Ê con dữ ẩu này, rồi đánh này, làm bày là con bắt ra đây này, chém thường này, đó. Rồi, ok. Nói chung là trận này hình như tôi nhớ là gặp Diêu Top Việt Nam ấy là đánh khá là khét nha mọi người, nhưng mà gặp tôi tem tôi hay hơn. Rồi ok, lượm luôn cái chỗ này, win này. Hết lính. Trời ơi, ui không tới tầm rồi. Hèn quá, nó bổ bổ dính thằng khác, trời bổ dính tôi chứ, bổ dính tôi phát ra tôi chết tiếp mọi người. Rồi, trời ơi. Ok, trận tem bảo chết 4 này, khả năng clip này kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã coi clip nha, nếu thấy hay thì nhớ đừng quên cho tôi xin một like đấy. Ui rồi không ăn được rồi, cho xin một like, một đăng ký kênh nhá mọi người, cảm ơn anh em. Hẹn em một clip sau nha, bye bye. Baby, I'm gonna make it.